Rồi, bây giờ 11 rưỡi đến nơi rồi. Mình tranh thủ làm nốt cái đơn hàng này cho khách này. Cho bạn Thành ở công ty Đệ Nhất này. Bạn ấy đây là công tác của bên phòng cháy chữa cháy nhé. Đấy. Phòng cháy chữa cháy có cái công tắc mà khi mà có cái đèn mà nó hay bị cháy ấy. Bạn cứ đấu cái đèn vào, nhưng mà bạn đấu vào đây này, các bạn tưởng tượng không, khi đấu vào như này, khi ảnh bạn đi chụp cho mình thì bạn ấy đấu kiểu này. Tất nhiên là đây đấu như thế này. Mà các bạn biết cái tín hiệu phòng cháy chữa cháy này là 24V. Thì khi mà tiếp điểm thường đóng thì không làm sao, đèn không sao. Nhưng mà tiếp điểm thường mở thì rơi trên đầu này là 24V. Mà 24V thì cái đèn này chắc chắn nó sẽ cháy nhá. Chính vì thế cho nên là bạn ý có rất nhiều các cái nút này. Bạn không biết cách đấu và bạn đưa mình bạn đấu, đấu cho bạn ý. Cái này là cái để khi mà xảy ra, tức là bạn xảy ra sự cố, bạn có thể mở cái này này. Đấy, để nó nảy công tắc này. Đấy, bạn nghe tiếng công tắc này không? Tức là xảy sự cố bạn service có thể bấm cái này là ok. Đấy, hoặc là đập vỡ cái miếng kính nhá. Đập vỡ đi thì nó công tắc nó sẽ nhảy nhá. Đấy. Ok. Nhưng mà bạn thì không đưa cho mình cái mẫu thì không biết là dương âm thế nào đây. Bởi vì cái đèn này nó có phân cực. Cho nên nếu mà đấu ngược thì nó sẽ bị ngược điện áp, nó sẽ không sáng. Cái này mình sẽ phải trao đổi cho bạn ý. Là nếu mà em đấu ngược nó sẽ không sáng và sẽ hướng dẫn bạn ý dương âm vào đây luôn. Có thể mình sẽ đánh đầu cộng trừ vào đây luôn cho bạn ý. Bởi vì bạn ý không có cái nào để dương âm vào đây cả. Và đèn này thì đương nhiên nó đã có dương âm. Nó phải DC mà. Đây này. À đây, đây, đây. Mình nhìn thấy rồi. Đây. Nó là cái đèn này bạn này. Khi bạn đưa điện 24V để thế thì mình phải tháo cái này ra xem. Hóa ra là cái đèn này các bạn ơi. Chứ không phải đâu vào đây. Rồi, đây là cái đèn này đây. Mình tưởng là đấu vào đây bởi vì hôm bạn ấy chụp cho mình. Thì bạn đấu vào đây. Trên cái ảnh chụp ấy. Nhưng bây giờ mình phát hiện ra đây có cái đèn này. Đấy. Thì trong này, ơi như này bóc tem bảo hành à. Như này bóc tem bảo hành mất rồi. Nhưng mà nó bị cháy rồi thì tem bảo hành giải quyết gì. Đây, mình thì quét 3V nó xem nó sáng không. Ba vôn không sáng này. Lấy 12V mà xem sáng không à. Nhưng mà bạn ấy chuyển cho mình, bạn bảo hỏng thì thôi nhất là tháo ra đi. Bởi vì bạn ấy bảo mình thay cái này mà. Nhưng mà hôm nay thì bóc tem bảo hành mất. Nhưng mà cái này không phải tem, cái này tem bảo hành của bạn ấy thì bóc được. Đây là công ty bạn ấy dán tem bảo hành. Rồi, thế thì bóc được. Ở trong này là có tấm kính nhá. Hết sức cẩn thận vỡ tấm kính này, là tấm kính này rất là đắt. Đây, cái cơ chế lúc nãy mình cắm cái khóa vào cho, khóa service này. Con service cắm vào như này, các bạn nhìn này. Đấy, nó hạ cái kính xuống này. Đấy, nó lấy công tắc này ra này. Đây, có cái công tắc này. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đấy. Tức là gạt xuống để đẩy ra. Bình thường là bạn đập tấm kính này. Tức là khi xảy ra cháy, bạn đập tấm kính này. Thì là nó cũng hạ công tắc xuống, các bạn thấy không? Coi như kính vỡ. Nhưng mà trong trường hợp mà có service xử lý tức thời ấy, thì service sẽ cắm cái này vào và gạt này xuống. Đấy,
thì là hệ thống báo cháy nó hoạt động luôn, không phải đập. Đấy các bạn thấy không? Bởi vì mình mình đang làm bên công ty làm về thiết bị an ninh, cho nên mình các cái này thì mình làm thường xuyên rồi. Cái này thì để kính đúng này, nhưng mà có cái để kính bị ngược. Đây, kính nó bị ngược. Cái này mất cả con ốc bạn rồi. Chúng ta bạn tháo ra rồi. Để dỡ cái này ra. Nó công tắc này không có con vít nào, chắc là cậy quá. Mình không thấy con vít nào. Xem nó có lẫy không. À đây, bốn cái lẫy đây. Bốn cái lẫy đây. System sensor. Ai chà. Khá căng. Rồi. Mình bảo với bạn ý là chắc chắn ở trong này nó có con trở, nhưng mà bạn bảo không có, mình thấy hơi vô lý. Nó phải có trở chứ. Rồi. À đây không có trở thật. Không có trở luôn bạn ạ. Không có trở. Và dương sẽ hàn lên trên này. Để mình test thử xem nào. Xem cái này cháy chưa. Đây này chết chập rồi nhé. Ơ vô lý nhỉ. Sao tín hiệu không cháy mà hàn đèn trên này đi. À từ từ. Sorry. Nó có công tắc này thường chập này. Tức là khi có sự cố xảy ra là nó chập tín hiệu. Và đèn đèn này, đèn này, đèn này, đèn này, đèn này đứt rồi nhé. Cháy rồi. Thôi rồi, bạn ấy bảo mình cứ hàn cho bạn ấy. Mình bảo là thêm cho bạn một con trở hạn dòng. Ví dụ là điện áp mà nó có cao 24V thì nó sẽ qua con trở đấy để cho nó không bị hỏng, nhưng mà bạn ấy bảo anh cứ hàn đúng cho em. Vậy là mình hàn đúng thôi. Tức là cái đèn này nối tiếp với tín hiệu bạn ạ. Đây. Nó chạy qua công tắc này, chạy lên đây và qua cái đèn này nó chạy ra đây. À, chứng tỏ cái đèn này là thay một con diode, nó chính là con diode. À, đợt trước mình ở nhà quốc hội thì mình thấy bạn ý, bạn phòng cháy bên nhà quốc hội các bạn vào là không được đấu ngược. Không được đấu ngược tín hiệu. Nó lý do là do đây đây. Bạn ấy cấp cho mình tiếp điểm xong, bạn ấy bảo là anh không được đấu ngược tiếp điểm. Dương phải quy định dương âm mà bạn đấu thêm một con diode nối tiếp với cả cái tín hiệu của mình. Và đây là chính là nguyên nhân đây. Đèn này là nó quy định dương âm luôn rồi. Ok. Ôi, cái việc đà hàn cái đèn này thì đơn giản rồi, mình sẽ hàn một cái thôi để gọi là để làm mẫu cho quay video cho các bạn xem này. Còn cái việc này nó đơn giản quá cho nên là video này mình xin dừng sớm cho đỡ mất thời gian của các bạn. Rồi.
kính này nó có hơn 1 ly đây bạn nhá, vỡ là không có mà thay đâu, phải mua của hãng nó có cái chữ glass đấy. Cắt cái chân này đỡ chọc mối hàn vào cái nhựa này nó nhanh cháy lắm, cho nên là hơn nhất là không lên hàn nhiều. Hàn nhiều lúc nó chảy cái nhựa ra là nó không còn tốt. Dương sẽ hàn lên đây, dương lại vào dưới đen, lạ nhỉ. Đừng nói cái đèn này anh Trung Quốc còn đang sản xuất được nhé. Đèn này là của hãng gì đây, System Sensor Model M400K. Nhưng mà phải công nhận là cái tín hiệu này là tín hiệu 24V mà chạy qua con đèn LED này thì hơi căng đấy. Thôi mình cứ hàn đúng dương âm cho bạn như vậy, đúng theo chân đèn, bởi vì không còn con nào sống để mà test thử xem dương âm có chuẩn hay không, bởi vì có những con đèn LED nó bị ngược nhé bạn nhé, ngược chiều ấy. Đó, bình thường là quy định là chân dài là chân dương, chân ngắn là chân âm, nhưng mà cái đèn đấy lại chân dài lại là chân âm. Mình đã từng dính một lô đèn LED đấy rồi, sản xuất âm ly đến lúc mà anh em cắm bị mất được khoảng chục cái mạch rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là bị ngược, thế là thôi rồi đi sửa lại chục cái mạch luôn. Mối hàn làm này phải ngấu các bạn nhé. Vậy là cái này là nó luôn sáng, đúng không nhỉ? Đúng rồi, nó luôn sáng. Và khi có xảy ra sự cố về phòng cháy thì nó sẽ tắt đi. Rồi, vậy là đã hiểu. Nó sẽ phải luôn sáng. Xong rồi khi mà xảy ra sự cố thì nó sẽ rồi mình test xem luôn sáng nào nha. Điện 24V nó phang vào đây này. Cái này bị ngược chiều. Đỏ lại vào chân âm, thế thì đen là dương này. Đấy, luôn sáng. Đấy, khi mà xảy ra sự cố nó sẽ sáng cái đèn này lên. Tắt đi. Đây mình đưa 3V vào mà nó như thế này. Mà nếu mà đưa 24V vào thì nó sẽ thế nào? Bởi vì tín hiệu phòng cháy nó là 24V. Mình bảo bạn ấy là 24V thì hơi căng ấy, đèn nó sẽ cháy đấy. Như bạn bảo anh cứ làm cho em. Rồi, cứ thế mình làm thôi. Bởi vì mình sản xuất ra nó như thế này rồi, mình lại sáng tạo thì chết. Hơn nhất là mình dập khuôn làm đúng. Đã cảnh báo rồi nhưng mà khách hàng bảo cứ thế mà làm thì thôi. Ý kiến đi cò gì nữa. Khách hàng luôn đúng.
mình bảo là cái chỉ cần thêm một con trở gọi là hạn dòng nó nhỏ xíu thôi, bởi vì khi mà xảy ra sự cố thì con trở đấy thì nó chỉ vài chục ôm nhưng nó sẽ giải quyết được cái việc mà là sẽ không bị cháy led. Như bạn ấy bảo là anh cứ làm đúng cho em. Bởi vì cháy một loạt led như này thì các bạn biết là nó phải có sự cố gì về điện, chứ không tự nhiên mà nó cháy như thế này. Cái điện áp nó vọt quá các bạn ạ. Mình thấy tín hiệu phòng cháy mà 24V này. Trước lắp cái tủ cho kiểm soát cửa, gọi là cửa thoát khói. Mình cũng đã lấy tín hiệu và mình đo thử tín hiệu phòng cháy của cái đó rồi thì mình thấy là nó 24V. Nhưng mà không biết là các cái dòng ra của nó là bao nhiêu. Chưa thử cái dòng ra. Đây là cái này khó ấn vào thế nhỉ. Hơi bị lệch cái đầu đấy bạn ạ. Này vào căng đấy nhỉ, cho bên này trước vậy, vào bên này trước vậy. Ai giờ nó vách thế này làm sao mà. Vào rồi các bạn nha. Nào về lắp kính vào. Lắp kính đúng chiều. Đấy, nó phải đẩy cái công tắc lên. Trên nó có ngoàm. Này mà sao lại tụt cho được tải thật. Rồi. Chúng ta khi lắp đặt là phải tháo tấm kính ra thì bắt đầu mới bắt được hai con vít này. Nào, đo thử lại lần nữa ạ. Thấy chưa? Nếu mà 4 là dương, 3 là âm này. Để cắm cái xe vít vào thì nó mới nhảy. Cắm cái xe vít này vào thì nó mới nhảy. Đâu rồi ta? Nói trượt à? Đấy, không test thì chết ấy. Không test nó nguy hiểm ấy. Làm xong rồi test lại, đẩy kính lên xem nó có lên không. Xem nào. À đấy, rồi.
Rồi. Vậy nãy có thể là mình siết cái này ốc lại chặt quá. Siết tới đâu. Rồi, đẩy xe bít vào. Và 4 là dương, 3 là âm này. Không được, 3 là dương, 4 là âm này. Ok. Rồi. Nào, cẩn thận hơn nữa là test rút cái này xem nào. Xem công tắc nó còn nhảy không nào. Rút bật ok. Rồi, xong, đây, một chiếc. Ok. Video về hàn cái đèn led thay cho cái nút đập khẩn cấp của bên phòng cháy chữa cháy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chào các bạn. Xin chữa tôi đến Dũng Ngân. Trân trọng cảm ơn.